Vô đây mấy năm rồi Dạ con mà vô lập đây nghiệp chưa được? cũng 15 năm. Vậy là lập nghiệp chưa được, vậy thì công việc mình chưa được ổn định. Dạ công việc thì mới mới ổn định rồi. Nãy giờ tôi nghe chú phát biểu nhỏ nhỏ nhưng mà tôi nghe được là cái công việc này cũng chưa ổn định. Thân thì lớn dạ. Mà người ta để ý toàn nhỏ 4-5 tuổi không. Cô dạ. kỵ nhất là một là phải đồng tuổi, hai là phải lớn hơn. Dạ. Còn nhỏ tuổi hơn là ổng có hạnh phúc. Nhỏ tuổi hơn là ổng có hạnh phúc. Rồi mời em trai. Dạ chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia. Em là Lương Hồng Hồ Nguyễn, sinh năm 1987, 33 tuổi, đang ở cư trú ở quận 10. Em làm hướng dẫn viên yoga. Hướng dẫn viên yoga. Wow. Rồi quê mình ở đâu? Dạ quê Bình Định ạ. Rồi mình vào trong Sài Gòn này bao lâu rồi? Em vào cũng được 15 năm ạ. Tới phiên mình nha. Dạ em chào chị Tường, chào bạn nam bên kia. Mình tên là Tăng Thị Kim Oanh, năm nay mình 35 tuổi. Hiện tại thì mình đang làm quản lý nhân sự tại một công ty về công nghệ thông tin. Quê quán mình ở Hồ Chí Minh. 35 tuổi là sinh năm bao nhiêu em? Dạ em sinh 1985. 85 bên đây, 87. Dạ 87. Người bạn gái mình lớn tuổi hơn mình thì em có ngại không? Dạ chắc không ạ. Không hả? Dạ. À, nhất gái lớn hai gì trai lớn một. Quen anh này, ảnh dạy cho mình yoga. Mình mốt mình trẻ đẹp hoài, đừng lo. Ủa nhưng mà mình dạy yoga là dạy trong trung tâm hay là mình đi dạy riêng, dạy kèm riêng? Dạy kèm riêng đó là dạy một trung tâm. Thời gian của mình có rảnh rỗi không? Dạ, rảnh rỗi không có bó gì. Có thời gian đi hẹn hò đúng không? Dạ, vô tư. Còn bên mình là mình làm giờ hành chánh hay sao em? Dạ, em làm giờ hành chánh, thứ bảy chủ nhật thì em nghỉ. Rồi, thời gian thư thả, thứ bảy chủ nhật đi tập yoga ha. Trước giờ có tập yoga chưa? Dạ chưa. Mặc bộ môn nó khỏe, đẹp, dẻo dai. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu nhất là ham ăn. Ham ăn? Ham ăn là sao? Ăn nhiều. À, ăn nhiều mà đâu có mập đâu. Chắc là tập cũng nhiều đúng không? Dạ. Yeah. Còn gì nữa? Mình có điểm mạnh gì? Điểm mạnh thì thích chơi thể thao, như vui vẻ, hội đồng. Ngoài yoga ra còn chơi môn thể thao nào nữa không? Có chơi môn thể thao ngoài trời, chơi nhóm. À, kiểu giống như sinh hoạt nhóm đồ này kia hả? Dạ. Yeah. Còn mình thì sao nè, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, chung là em khá là mạnh mẽ, cũng khá là độc lập. Nấu ăn được chút xíu, mà chủ yếu là em thích làm bánh nhiều hơn. Còn điểm yếu của em thì nói chung là em hơi nóng tính, cũng khá là thẳng tính. Tình trường mình như thế nào? Dạ hiện tại thì em chưa có mối tình nào hết. Cái gì? 35 tuổi xưa giờ chưa mối tình nào hết? Dạ. Lý do tại sao? Em cũng em rất là xinh luôn. Em đi học thì em nghĩ là tập trung việc học thôi, không có yêu đương. Thì khi mà em đi làm thì công ty đầu tiên em làm thì hầu như các bạn nữ là nhiều. Sau đó thì em chuyển vào công ty khác là công ty về công nghệ thông tin. Em cũng lớn tuổi rồi. Công ty đó thì mấy bạn nhỏ nhỏ không à. Mấy bạn cứ đi theo, cứ chọc này kia này nọ vậy đó. Em thấy nhỏ quá thì em cũng không thích. Nhỏ quá là nhỏ hơn bao nhiêu? Nhỏ hơn từ 5 đến 8 tuổi. Chứ nhỏ 2 tuổi là được rồi, không sao đúng không? Nhưng mà đi ra đường thì không khí rồi người đi qua, người đi lại cũng phải có ai dòm ngó để ý chứ. Tại vì tính em cũng ngại giao tiếp với người lạ chị. Ra là nếu mà lạ mà tới bắt chuyện rồi trao đổi vài ba câu chat Facebook á, rồi xong rồi rủ cà phê này kia là em không dám. Không dám, em block luôn. Trời đất ơi, tự nhiên cơ hội block luôn. Lần đầu mình không dám thì mình cứ tìm hiểu vài ba lần, nói chuyện qua lại, chị nào mình thấy được đủ được cái độ rồi thì mình đi. Còn không là lần đầu mình đi mình rủ bạn gái đi theo. Vừa chân em chặn người ta, em bít luôn hết cơ hội rồi đấy đâu. Dạ tại em cũng sợ, thấy cũng nhiều tệ nạn này kia nọ, quen qua trời mạng này kia ơi. Kiểu rồi dạ tình vậy kia, nhà chắc sợ. Ba mẹ khó hả? Dạ cũng khó khó. Trời ơi mấy cái kèo này tôi cũng ngại lắm, lo lắng lắm nè. Rồi bên đây tình trường sao? Em cũng trải qua 3-4 mối tình. 3-4 mối tình là 7 mối tình. Rồi mối tình sâu đậm nhất là cái mối tình nào? Khoảng 5 rồi. Khoảng 1 năm rồi. Dạ. Mối tình nó quen được bao nhiêu lâu? Cũng 8-9 tháng, gần 5. Sâu đậm rồi mà sao chia tay không cưới luôn? Cưới hơn mình bạn nữ đó chưa có thấy đã động gì hết. Ủa đã động gì? Rồi mình nhà trai là mình phải tấn tới. Có mình phải... tấn rồi nhưng mà hỏi không thấy trả lời. Với lại gia đình mình bạn mình đó hơi khó xíu nữa. Ai rồi. Là người nói chia tay? Dạ em. Ủa sao kỳ vậy? Tự nhiên nhà bên kia khó mà mình là người nói chia tay là tại sao? Tại vì quen một năm rồi chưa cho gặp gia đình, anh bạn bè, anh em chưa gặp hết. Cháu kính quá thôi. Có nghĩa là mình thấy có cái gì đó chưa được thật lòng với mình, chưa phải yêu thương mình không? Cũng yêu nhưng mà khi các cái điều khúc mắc gì đó không chia sẻ. Tại sao mình không hiểu, tìm hiểu để mình dạ, cùng nhau vượt rồi, qua mà tự nhiên mình chia tay. Thấy đợi lâu quá. Trời đất ơi, là giờ nôn lấy vợ lắm rồi hay sao? Dạ cũng nôn. Cũng nôn. Nếu bây giờ mà được gặp đúng đối tượng thì mình quen bao lâu thì mình sẽ cầu hôn người ta rồi để kết hôn? Chắc năm trở lại. Nói chung là trời sinh chưa phải một cặp. Thôi hy vọng hôm nay gặp duyên. Nhưng mà phải cố gắng, mình phải tích cực lên. Mình đàn ông mà mình xìu xìu cũng không được. Mình phải xông pha, mình phải tìm hiểu, rồi mình phải tấn tới, rồi mình phải... Trời ông làm gì mà ông ai làm gì ông đâu mà ông rụt rè, ông làm thế ghê vậy.
hít thở coi nè, gung từ rồi cổng vô đây, gung từ cổng vô đây luôn. Trời đất ơi, giáo viên dạy yoga mà. Rồi bây giờ mẫu người bạn trai của em, người chồng tương lai của em lại muốn tìm một mẫu người như thế nào? Cao 1m7 trở lên, da trắng hoặc da ngăm ngăm xíu cũng được, tưởng đen quá được rồi. Khuôn mặt thì nhìn được xíu, chung là nhìn có duyên, thiện cảm. Còn về tính tình thì nói chung là vui vẻ, năng động nè. Rồi có cái chí tiến thủ, tinh thần cầu tiến xíu. Sống có trách nhiệm, tôn trọng gia đình hai bên, rồi yêu thương gia đình. Hơi nhiều ạ. Rồi, rồi, nghe cái list của cổ đưa ra vậy thì mình thấy mình đạt được bao nhiêu phần trăm? Chắc được 50-60. Mà tôi thấy rụt rè quá, rồi có men không vậy? Ông men không mà sao ông cứ ngồi ông bóng ma bóng rồi. Ông tôi thấy đi, mấy cô giáo viên dạy yoga cũng hơi á nha. Khác chứ người này không có chị. Thích gái không? Thích gái chứ. Giờ làm sao để biết mình men? Thì chị muốn làm gì cũng được. Tôi cũng làm gì được. Hả? Đâu chị đâu muốn làm gì em được. Trời ơi, ai làm gì em chứ chị sao làm gì em được. Ở một chút xíu nữa mở cửa ra để tôi kêu cô bên đây test coi có comment không nha. Dạ. Yeah. Khi lên TV nó lạnh. Lạnh đâu mà lạnh. À, rồi vậy thì mẫu người bạn gái của em muốn tìm là người như thế nào? Dạ, một người bạn gái có thể là vui vẻ, biết đối nhân xử tới hai bên. Biết chăm lo gia đình. Tại vì em cũng không có đi chơi nhiều, bây giờ cũng hết đi chơi rồi. Xưa đi làm công việc khác thì cũng đi chơi nhiều, chơi bời. Chơi bời, hồi xưa chơi bời gì nhiều, nói nghe thử. Em một đi hai chơi cái quán xá, đi bar, club đồ. À, là có đi quán bar, quán club đồ này kia nữa. Cao cơ đi hết nhưng mà không biết nhậu. Ham vui, em ham vui đi chơi thôi. Dạ. Có nghĩa là cũng có biết ăn chơi rồi, bây giờ hết rồi. Dạ. Thế bây giờ ngoài giờ đi làm về thì mình làm gì? Thì có thể nằm nhà, ngồi nhà, có thể tập nấu ăn. Chơi xưa thì không nấu ăn, xưa ở tiểu ăn ngồi đường không à. Chào, nhưng mà bây giờ mình có cái chuẩn người bạn gái mình là người chuẩn như thế nào? Chuẩn người cũng chung là dễ nhìn, dễ thương xíu, biết giữ tiền xíu cũng được. Biết giữ tiền xíu, rồi lấy nhau về ai là người giữ tiền? Vợ giữ, em biết giữ. À, em không biết giữ cho nên là em muốn lấy người vợ là biết giữ tiền. Dạ. Yeah. Đúng không? Rồi, đâu có hình ảnh gì chuẩn bị đâu cho chị Tường coi. Trời ơi, hình như mà đóng người vậy rồi sao người ta kiếm ra mình. Đó, hôm này nè, kiếm đi. Trời ơi, đưa nhiều quá người ta tìm, người ta không tìm không ra đâu. Đây, đó, mỗi người một tấm là được rồi. Có gợi ý gì không chị? Có gợi ý gì không? Rất là sáng sủa nhất, dễ nhận biết. Sáng sủa nhất, dễ nhận biết, trời tự tin thế ớn luôn. Tự tin dữ vậy trời. Ừ, còn bên đây em có gợi ý gì cho anh này không? Chắc cũng tương tự vậy chị. Ờ, à, vậy đó, sáng sủa nhất. Ai, ai sáng sủa nhất, chấm cô nào, tôi làm mai cô đó. Vậy chấm đại. Cô đó phải không? Dạ. Lý do tại sao trong năm cô mà lại chọn cái cô đó? Tại khác biệt nhất. Khác biệt nhất, khác biệt chỗ nào? Mắt kiến. À, khác biệt cái kiến hả? Anh chọn cô mắt kiến rồi đó. Bên đây, sáng sủa nhất, ai? Em nhìn em thấy không thấy ai sáng. Em phủ phàng quá vậy em. Em nhìn không thấy ai sáng. Thôi ai gần sáng sáng. Chắc bạn này quá chị. Tại sao chọn bạn đó? Nhìn bạn đó là sáng sáng đó hả? Sáng sáng được xíu trong những điểm sáng này. Bây giờ tôi sẽ mở cửa trái tim ra để cho hai bạn nhìn nhau xem ngày hôm nay cái cảm giác đầu tiên của mình để mà mình lựa chọn đối phương nó như thế nào. Sáng sáng, ai cũng sáng hết trơn á. Sáng sủa không có chiều sủa. Sao? Xin chào, chật đúng rồi. Sai luôn rồi. Sai luôn rồi. Cả hai đều sai hết. Thôi tặng bông trước chị. Ờ, thôi tặng trước đi. Tặng bạn bông bông. Mình cũng có món quà mình tự làm bánh quy. Chung là cũng không có ngọt lắm, tầm vừa vừa thôi. Cái này túi đi đựng. Tự làm luôn hả em? Dạ, em tự làm luôn. Rồi bây giờ sao? Đoán sai bét hết trơn rồi. Dạ, phạt cái gì chịu. Phạt cái gì? Bây giờ mình phạt, mình test thử cái độ men luôn nha. Mà cái này khó lắm, bây giờ sẵn đem này theo nè. Giờ thầy giáo làm vài cái động tác khó nhất của thầy giáo là được không em? Dạ, được chị. Rồi vậy đi. Đó rồi, cái này chưa ai làm nè. Chứ hít đất đồ là nhiều người làm lắm rồi. Đúng rồi, hít đất dễ mà. Dễ ẹt à. Bây giờ độ nào mà khó nha.
chắc cú là men đâu, đúng không em? Chị test là đúng, anh này thầy giáo dạy yoga, những động tác rất khó. Chị muốn test cái gì nữa? Còn cái vụ men là tôi thôi, tôi thua rồi. Cái vụ men nó phải hai người phải từ từ tìm hiểu đi chứ, đúng không cơ? Dạ. Chị hỏi thiệt là thu nhập của yoga là ok không, ổn định không? Dạ ổn định ạ. Mình em đi làm bao nhiêu năm nay rồi để dành được đồng nào chưa? Dạ em cần có người ở giữ tiền cho em. Có nghĩa là làm bao nhiêu năm nay không có được đồng bạc nào hết? Tính hơi tiêu nữa, không có kịp biết giữ tiền. Em tiêu cái gì? Em nói chị là em hết đi chơi bời rồi, em tiêu mua cái gì? Mua sắm, thích, nhiều khi cũng không ăn uống gì nhiều, khi cũng lâu thích cũng một mình đi ra quán ăn. Cũng đi ăn quán ngon cũng có, một quán thấp, quán bình dân cũng có. Coi như là xài thoải mái chứ chưa có dành dụm gì hết. Dạ cũng. Trời đất ơi, rồi mình không có đồng bạc nào sao lấy vợ? Dạ cũng có chứ. Có chứ hả? Giờ có ít xíu. Có ít xíu. Thì dạy yoga bây giờ là bao nhiêu một giờ? Câu lạc bộ thì bên câu lạc bộ em là 300. Còn nếu mình đi dạy kèm? Dạy kèm là 600. 600 một giờ. Dạ. Và một buổi học là một giờ thôi đúng không? Dạ. Mà ngày nào cũng như vậy hay là có ngày nghỉ? Dạ ngày nào cũng như vậy, 2 đến 3 sức. Ngày dạy 2 3 sức. Dạ, nhưng nó ngon rồi, mình tính bình quân ngày cũng là triệu rưỡi rồi. Ăn uống là cũng phải dành được 500.000 chứ. Đúng không? Để dành được 500 một tháng cũng phải dành được 15 triệu, một năm là tới bao nhiêu rồi? 180 triệu rồi. Đúng không? Tính đầu năm tính vậy mà cuối năm thấy còn xíu. Nhưng mà nói chung tuổi trẻ có công việc ổn định đó, thì tương lai cũng rất là sáng sủa. Bạn trai tự tin lên, nhìn thẳng mặt bạn gái người ta xinh như vậy nè mà không nhìn. Khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cái cảm xúc đầu tiên khi mà em nhìn thấy cái anh này thì em thấy như thế nào? À, thấy thì thấy cũng hiền. Hiền. À, nhưng mà thì nãy chị nói ví dụ mà test á thì em cũng đang hơi nghi ngờ xíu. Đó, chết rồi. Bây giờ thôi, bây giờ hai bạn tìm hiểu với nhau, trò chuyện nhau một chút đi. Nhiều khi có gì Tường ngồi đây khớp, yeah. Rung. Bây giờ thì Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Maria. Rồi á, tâm sự với nhau. Rồi, bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất đặc biệt của nhà hàng Maria Sài Gòn. Đây là món gỏi cá Maria, món ăn gắn liền với tên thương hiệu của nhà hàng luôn. Thịt cá được chế biến rất là kỹ lưỡng, không có mùi tanh. Rồi chúng ta quấn với bánh tráng, rồi chúng ta có rau sống, rồi kèm với một nước sốt rất là đặc biệt. Vừa ăn uống, vừa tâm sự, nhớ chưa? Rồi, chút xíu chị Tường quay lại nha. Dạ, cảm ơn chị. Chào bạn. Chào bạn. Ủa, bạn biết cuốn này không? Chắc là biết tại Ủa bạn ở Sài Gòn, ở quận mấy, đường nào? Ở 12. 12 à? 12 khúc nào nào? Ở chỗ nhà máy bia Việt Nam á. À, nhà máy Việt Nam này. Này có cuốn được không? Cũng... Cảm ơn. Mình công ty là chuyên về bên công động tin. Công nghệ thông tin. Bên sản xuất phần mềm hay là bên... Ừ, đúng rồi, sản xuất phần mềm. Là hồi xưa là bạn học ngành gì mà đi dạy yoga? Đi làm điện. Điện là chuyển qua vi tính. Chuyển qua vi tính. Tính là chuyển qua yoga. Nhảy cũng dữ ha. Chung thấy nào việc làm được thì cũng chịu khó nhảy. Rồi nhảy xong bây giờ thấy yoga có vẻ ok với học hợp mình. Thoải mái hơn, nó không có gò bó gì nhiều. Không có gò bó thời gian. Áp lực nó cũng không có áp lực nhiều. Cũng nhẹ nhàng, không có so đo gì hết. Xưa cũng tính tình nóng lắm, bây giờ nó cũng đỡ rồi. Tập cũng lâu rồi, tập cũng phải 7-8 năm rồi. Xong rồi thấy tập thoải mái quá, nó nhẹ nhàng quá, bắt đầu công việc nó chán quá, tao bỏ. Không làm nữa, bắt đầu theo yoga. Thường cái đối tượng mình dạy là thuộc giới tính nào hoặc là cái độ tuổi nào? Đa số thì có thể là nữ nhiều hơn nam. Nữ nhiều hơn nam. Hoặc những người bệnh, lớn tuổi bệnh, cũng thích cái đối tượng đó. Một tuần như vậy thì mình dạy từ thứ hai đến, thứ sáu. Thứ sáu. Thứ bảy nhật chống lịch. Chống lịch. Dạ. Nên mình làm nó từ thứ hai đến thứ sáu. Đúng rồi. Tại vì cái này làm trong giờ hành chính thôi mà. Chắc khoảng 10 giờ mới tới công ty. Wow. Tại vì công ty thì kiểu giờ giấc cũng thoải mái bên công nghệ thông tin mà. Thì các bạn cứ làm theo đúng cái lộ trình mà đã đặt ra là mình về. Ủa sao không nói chuyện tình yêu mà nói chuyện công việc chi hoài vậy? Đừng để tính hỏi mà quên quên chị. Trời ơi, thời gian ta có mấy phút người ta vô cái chuyện tình yêu đi. Hẹn hò sao? Lịch trình như thế nào? Rồi em thích ăn ở đâu? Đi đâu chơi? Đúng không? Trời ơi, vậy hoài là ế chết luôn, cái thiệt tình luôn nè. Tại hồi nãy ra ngoài là có gặp mà phụ huynh của bạn gái đi theo đó, bây giờ phải mời bác vô để mình chào hỏi cái lịch sự đầu tiên trước đi ha, đúng không? Rồi dạ cô ơi, con mời cô vô ạ. Dạ hồi nãy giờ cô ở ngoài cô nghe hết không cô? Nghe hết rồi, nhưng mà cậu này nói nhỏ quá. Thấy chưa, bị phê bình rồi thấy chưa?
không biết ở ngoài sao ba bốn mấy mối tình rồi mình nói chuyện gì, bởi vì nhát quá mấy cô gái chạy hết. Thì bây giờ nay cô có ý kiến gì không, con đóng góp ý kiến cho đôi trẻ cô? Nói quê ở Bình Định. Dạ. Rồi cha mẹ còn không? Dạ còn, ba mẹ còn ở nhà ngồi quê luôn ạ, buôn bán ở nhà. Rồi anh em? Dạ con có hai anh em. Anh em có, anh còn lớn, con Út. Vô đây mấy năm rồi? Dạ, mà lập nghiệp cũng, chưa được cũng 15 năm. Vậy là lập nghiệp chưa được, vậy thì công việc mình chưa được ổn định. Dạ công việc thì mới ổn định rồi. Nãy giờ tôi nghe chú phát biểu nhỏ nhỏ nhưng mà tôi nghe được là cái công việc này cũng chưa ổn định. Đâu có giờ làm yoga, là tập yoga, yoga là ổn định theo rồi luôn đó. Rồi cô không có bỏ nữa. Không có bỏ chú nữa cao đâu. Được mét mấy? Để con mét xấu nè. Cô biết á, lý do giờ này còn ế á, là tôi cũng hơi bị kém. Đó, nghi vậy đó chứ. Đi thì bạn bè thì thân thì lớn. Yeah. Mà người ta để ý toàn nhỏ 4-5 tuổi không. Cô yeah. kỵ nhất là một là phải đồng tuổi, hai là phải lớn hơn. Yeah. Còn nhỏ tuổi hơn là không có hạnh phúc. Sao không hạnh phúc? Cô thiếu gì cặp vợ chồng? Trời không ơi, phải ta cô, nhỏ hơn. Tại cái số đó, cái số đó. Bữa nay tôi đi theo để ủng hộ nó. Yeah. Tôi mong gặp được một chàng rể. Yeah. Cho mình cũng mong có ba đứa con à, hai người để lập gia đình rồi còn nó thứ ba. Dạ. Cũng mong giờ cũng lớn rồi, cũng mong gặp được người chọn cho nó, mà bước vô là thấy chú này tôi không chấm được. Không chấm được. Chú ngắn, chú nhỏ. Cái trọng chú lại nhỏ tuổi hơn nữa, ngắn là nhỏ nữa. À, nhưng mà ta là quan trọng tình yêu là trái tim đó, trái là tim thôi cô giờ ơi. Tùy nó à chứ còn à. Cô không dạ. biết đâu người ta cảm xúc, người ta rung động rồi người ta thì tốt biết rồi, người ta nhưng lo mà, cho mình. Nhưng mà nhìn chú này là không ưng trong bụng. Không ưng trong bụng. Trời ơi thiệt tình luôn. Nói thiệt nha, cái tuổi này làm những cái số người sanh ra một cho ông trời cho một cái ngày. Một người cái tuổi này là bây giờ là kỹ là coi như là luật sư, người ta là lên thạc sĩ luôn rồi. Dạ. Tôi giỏi rồi. Dạ. Còn một người tuổi này bây giờ nhà chưa có trình trạng này luôn. Mà chú này chắc thuộc vừa vô dạng đó rồi. Trời ơi, cô coi tuổi dữ vậy đó hả cô? Không phải, cô nhìn người là cái tuổi của chú này là chú kể vô 15 năm mà chú chưa có sự nghiệp là dạ. Chú này là coi như là... Cô ơi, trẻ không chơi, già nó chơi. Bây giờ nhưng ta mà, trẻ ta chơi hết, mà, mốt bây giờ lấy vợ là người ta lo ta. Ta lo cho vợ biết con vậy rồi, nhưng mà có cái mà bây giờ lớn tuổi này mà chưa có vô 15 năm mà chưa lập nghiệp được là chú quá dở rồi. Giờ sắp lập rồi đó cô, giờ ta thì có bạn biết gái giờ, giờ tùy nó thôi chứ giờ. À, dạ cảm ơn cô. Chứ còn cô vô nãy giờ cô lắc đầu không à, cô không có chấm được cái chết gì hết rồi, trơn. Lắc đầu. Cho nên bởi vì nên đợt ai cũng nói sao xinh gái quá mà là giờ này chứ lấy chồng bị mình cũng hơi khó. Vậy là cô cản duyên con cô đó. Mình cô cứ để cho người ta tự nhiên người ta tìm bạn bây trai giờ, đi cô. Cô nói thật á, bây giờ chứ bây giờ nè, giờ mới chưa ta chưa tìm hiểu chưa nói chuyện mà cô vô cô nói là không được. Thí dụ mấy bạn trai trước chắc cũng vậy cho nên là chạy không hết có, trơn. Hồi đó giờ cô chưa gặp người nào hết, nhưng mà nó về là nó nói với cô. Thì mà mới cứ nói cô má ơi bữa nay con mới gặp anh đó, anh về anh kia là cô phán ra hết trơn rồi, lấy gì mà cô đi quen. Lại coi mắt á, cũng tuổi này luôn, sanh 87, 10 giờ đêm 9 giờ nó về, nó làm về làm dầu khí ở bài Vũng Tàu á, mà 10 giờ đêm chị nó thấy nó 10 giờ đêm lại coi mắt. Mà tôi là thấy cái tuổi đó là tôi biết không được là tôi không cho coi mắt luôn. Nói thật cô, kỹ tới giờ này chưa coi ai cho coi mắt. Rồi vậy là cái chừng đó là hai mẹ con chùm mền nhau luôn đó. Cho nên là bước vô là thấy chú này tôi không ok. Bây giờ tôi nói có gia đình cũng được, miễn sao lớn hơn con được rồi, đừng có nhỏ. À là giờ muốn kiếm người lớn hơn thôi. Người lớn tuổi hơn thôi. Người lớn tuổi hơn mà rủi cô người ta. Cô bước vô đây là cô thấy chú này là cô lắc cái đầu này. Rồi thôi bây giờ cô lắc cái đầu rồi đó. Giờ bản lĩnh nam nhi đâu giờ, em muốn nói gì với cô em nói một câu nghe. Mày chú nói chuyện mà chú không có nói ngập mờ. Chú hai ba mối tình. À đây chưa có mối nào, ta nói ào ào mà chú chưa có mối tình nào mà chú ngại ngùng nói ta nói đi có gì đâu. Bây giờ chú có giấu đi chú cũng lòi à. Khỏi nên lo. Bây giờ tùy con tôi thôi. Chứ còn tùy đâu nữa, cô quyết định rồi chứ còn tùy cái gì nữa. Cảm ơn rồi, cô. Dạ. Dạ dạ. Cô quyết định luôn rồi chứ tùy cái gì nữa, tùy. Sao nghe ý kiến của mẹ bạn gái nói vậy thì em cảm thấy như thế nào? Dạ thật ra cô nói cũng có phần đúng đó. Dạ đúng là người lớn thì nói chung cũng dạ. có cái kinh nghiệm của người lớn. Em thì sống theo cái bản tính bản năng của em. Chưa hiểu thì có thể là nhận hơi chưa đúng một tí xíu. Còn nếu mà mấy người thương người được nhận biết đúng em thì rất là mấy chị rất là thương. Nhưng mà ý chị nói cái vấn đề mình vào đây một mình lập nghiệp 15 năm mà bây giờ chưa có được một cái đó cũng dở, ổn định đó, thì cái đó cũng là một cái mình phải rút kinh nghiệm.
Nhưng mà không có cái gì là muộn hết. Bây giờ thấy công việc của em là cũng là đã ổn định rồi. Nhưng bây giờ giống như em nói em xài hay là phung phí hay gì đó thì bây giờ mình phải biết tiết chế lại. Tại bây giờ cái tình yêu mà một cúp liều tranh hay quả tim vàng nó cũng rất khó. Nếu như mình có điều kiện, mình có được cái việc làm ổn định, có nhà, có cửa, xe, có cổ thì nó dễ hơn rất là nhiều. Nhưng mà hồi nãy chị có nói với mẹ là em ế là một phần là cũng do mẹ, thì em nghĩ điều chị nói là đúng hay sai? Em nghĩ là mẹ là người sinh ra mình, thì chung là những cái mà mẹ em đã trải qua thì đương nhiên là nó sẽ là đúng. Thì mẹ nói thì mình tin mẹ thôi. Chị đã từng trải qua cái chuyện đó rồi. Mà chị cũng đã ly hôn rồi. Chị cũng đi coi thầy coi tuổi rồi. Ở Vĩnh Long lấy chồng mà đi coi tuổi ở Tú Ngoài Quế lần. Tại chị người Quế ra Tú Ngoài kia coi rồi, cuối cùng ly dị vẫn ly dị thôi. Mình đi coi tùm lum mà vẫn ly dị từ lưa. Thật sự cái đó là những cái mình cũng nên cân nhắc lại. Với lại tại vì có thể em gặp chưa đúng người thôi. Thôi mình chơi trò chơi chút xíu cho nó vui nha. Tại vì má làm cục hứng rồi, đâu muốn đâu biết nói gì nữa giờ. Rồi giờ mình chơi cho vui nè, bóc một lá bài đi rồi nói nè. Đọc lớn lên đi. Nếu người yêu bạn đang có hành động hơi tình cảm với một người khác phái cực hấp dẫn, bạn sẽ làm gì? Đó, giờ ví dụ như là em đi, em thấy người đang em gặp người yêu em nè, đây là gì cô này người yêu em nè. Bây giờ cổ đang có một cái hành động gì một với một cái người khác phái hành động thì em gặp cổ em sẽ làm gì? Chụp hình lại. Chụp hình lại. Nhắn tin hỏi đang làm gì. Chụp hình lại gửi cho cổ. Điều tra người đó là ai. Em đang làm như gì đó với bạn đó. Và người đó là ai. Và cho anh biết tuổi, tên, công việc. Rồi tại vì lúc đó anh nhắn em vậy thì em trả lời sao? Thì nếu mà rơi vào hoàn cảnh hiện tại của em thì em là một người làm về nhân sự, em phụ trách tuyển dụng cho công ty. Thì đương nhiên em sẽ có những cái trường hợp em sẽ ra ngoài cà phê gặp ứng viên. Thì đó là chuyện bình thường. Thì em nói là ứng viên của em. Em là một người nhân sự thì em sẽ phải bảo mật thông tin của ứng viên. Công việc của mình hiểu, người ta cũng đâu hiểu lắm mà. Ta thấy mình có một cái gì đó, ví dụ ở chỗ thân mật có nắm níu kéo qua kéo lại người ta mới ghen. Mà người ta hỏi em nói em bảo vệ thông tin của khách hàng vậy rồi làm sao? Em cũng không biết, em chưa rơi vào trường hợp này bao giờ. Chưa có bạn trai mà, cái gì cũng khó quá rồi, bóc một lá đi em. Thử cầm hoa và cầu hôn đối phương thật lãng mạn và tình cảm. Rồi, giờ bước đây là người yêu của em nè. Cầu hôn nói thì sao mà cho người ta nghe hấp dẫn, mà người ta rung động mà người ta phải nhận lời nha. Chứ tao cầu hôn mà người ta từ chối là không được đâu. Coi như là yêu nhau một thời gian rồi đó. Giờ cầu hôn sao? Em cưới anh nha. Rồi em đứng lên đi em, hồi em muốn ngồi, ai biết em là người yêu ảnh, em muốn đứng không ngồi gì kệ em. Dạ, cảm ơn anh bó hoa này rất đẹp, nhưng mà chắc là để em suy nghĩ thêm nha. Rồi thôi về chỗ đi. Sao em, nếu mà có người bạn trai mà ở chỗ đông người mà quỳ xuống cầu hôn mình thì em thấy như thế nào? Dạ thì em thấy cũng lãng mạn. Nhưng mà em thì kiểu em người thực tế chị, em cũng không thích mấy điều lãng mạn lắm. Hai người ngồi cà phê hoặc ăn uống gì đó rồi nói chuyện bình thường tự nhiên thôi. Chứ còn mấy hành động này nó lãng mạn. Nó như vậy bình thường thì ngày nào đi chơi hẹn hò mình cũng đi với nhau rồi. Cái cầu hôn là một cái gì đó nó phải đặc biệt. Để mà mình ấn tượng nên sau này mình nhớ, mình kỷ niệm cái ngày đó. Em thích cái gì đó thực tế, còn mấy cái lãng mạn thì em thấy nó hơi kiểu giả giả chị. Em không có tin mấy cái điều đó. Để coi, tôi cũng chờ tôi coi mai mốt mà anh cổ gặp đúng cái người cổ yêu rồi nha. Rồi cái anh đó anh khô khan, anh không có lãng mạn, không tặng quà, lúc đó khóc trời ơi. Sao người ta được nhận hoa nè, người ta được tặng nhẫn nè, người ta được cầu hôn mà mình không được. Bây giờ mời hai bạn đặt tay vô nút bấm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Tôi làm thủ tục cho vui vậy thôi. Chưa gì mà vô là mẹ vợ tương lai đã tắt. Xối xả vào mặt như tát nước lạnh như vậy thì còn cơ hội đâu nữa mà bấm. Mà con nè, con nào cũng nghe lời ba mẹ hết. Mà đặc biệt con còn chưa có kinh nghiệm trong tình trường nữa. Chứ con mà gặp như cỡ Cát Tường thì còn cãi lại hoặc là còn phân tích với mẹ. Còn con này thì thua rồi. Thôi mời hai bạn ra đứng đây. Mạnh mẽ lên. Thật ra cái nhìn đầu tiên rất là quan trọng. Đúng rồi, đúng. Muốn thành công mình phải tự tin hơn nữa. Dạ đúng rồi chị. Nha, rút kinh nghiệm. Dạ. Em gái cũng vậy nữa, rất là xinh đẹp luôn. Chị cũng đang thắc mắc đặt cái dấu chấm hỏi. Nhưng mà chị mong manh nha cũng tìm ra được một chút xíu câu trả lời. Thì bây giờ chị khuyên em là như thế này. Nên thưa với mẹ cho đi ra ngoài giao tiếp nhiều, bung ra ngoài mình tự tìm cái tình duyên của mình. Chứ bây giờ ngồi chờ sung rụng khó lắm em ơi. Thì Tường xin gửi tặng em một món quà của công ty